hai đầu cầu môn giữa hai đội với nhau, thủ thành Nguyễn Quỳnh và thủ thành Hồ Xuân Minh. Như vậy tiếng còi ở Xuân Thành Cao Trường vang lên. Hiệp một trận chung kết của giải bóng đá hội Đồng Hương huyện Yên Định lần thứ tư tại Hà Nội chính thức bắt đầu. Đã nói thì một trận đấu này cầu thủ bên phía FC thị trấn Quý Lộc sẽ là đại phỏm của Định Tiến với 17 bàn thắng. Thành tích cũng rất ấn tượng. Đình Vọng như vậy là không thể kết hợp được với Đình Vương. Bóng về dành cho Yên Trường, sút xa và ra chân của số 10 Nguyễn Đức Toàn. Một cầu thủ sẽ cùng với đội trưởng Trịnh Văn của Quý Lộc. Hôm nay là một ngày thi đấu được coi là rất may mắn, mưa thuận gió hòa, dường như ông trời cũng đã ủng hộ luôn cho trận chung kết ngày hôm nay. Dứt điểm, không vào. Còn đây là tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận chung kết. Pha uy hiếp tới từ Yên Trường và pha ra chân đó là của tiền đạo số 1 mùa giải năm nay, Trịnh Hữu Trường. Trường nấm. Truyền thống của Yên Định tại Hà Nội là rất mạnh. Và lên bóng của cầu thủ Quý Lộc. Rẽ sang phải, dứt điểm ngay, quá tuyệt vời. Và giật chân không thể chống đỡ nổi cầu thủ mang áo số 67 bên phía của Quý Lộc. Đây đúng là một siêu phẩm, một quả lắc phải sau đó dứt điểm hiểm hóc. Trịnh Bình, vâng, Trịnh Văn Bình hay đây là Trịnh Thăng Bình đây. Bình Trịnh, vâng, ca sĩ đã lên tiếng cho pha bóng này. Lợi thế đến quá sớm dành cho Quý Lộc khi mà thời gian còn chưa đến 10 phút đầu tiên của trận chung kết. Quá là tuyệt vời và lại là Đức Toàn. Máy chạy bên phía là cánh trái bên phía Yên Trường. Cố gắng kéo bóng lên. Và chạm là cũng tương đối giáp giữa cầu thủ với nhau. Trịnh Đình Vọng và Trịnh Đình Vương, hai anh em trong cùng một gia đình. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang chờ đợi biết đâu đấy khi mà Quý Lộc tạo ra được nhiều lợi thế trước Yên Trường. Sự phối kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ là đồng đều. Giữa những người anh như Nguyễn Quỳnh rồi Đình Vương, Đình Vọng với những anh em trẻ hơn bên trên như là Lê Hoài Linh và Trịnh Minh Tuấn. Quý Lộc đúng là không khác gì Real của Việt Nam. Quý Lộc quá đáng sợ trên hàng công của mình. Làm suốt mà. Chiều anh ấy đi chụp ảnh mà. Đánh đầu, không vào. Vẫn là Đức Toàn thôi. Đức Toàn là cầu thủ đã dứt điểm. Đức Toàn. Đánh đầu, không có đầu. Quỳnh Onana đã xử lý chính xác. Giai đoạn đầu mùa thì Onana còn báo biến chứ bây giờ thì anh chơi ok rồi. Bắt chắc tay và không những thế còn chơi được chân, dứt điểm Trịnh Văn Đông. Không hề đơn giản một chút nào dành cho Hồ Xuân Minh bên phía của Yên Trường đâu. Trường nấm. Trường nấm. Trường nấm chân trái. Tuyệt vời. Bàn gỡ hòa đến ở phút thứ 21 trong trận đấu khi một chuẩn bị bước về những quãng cuối. Tình huống kết hợp giữa Trường nấm, cầu thủ ghi bàn số 1 bên phía của Yên Trường và kiến tạo dành cho người đồng đội của mình có thể lập công. Chúng ta chờ đợi xem ai là người đã ghi bàn, hình như đó là cầu thủ mã áo số 8 thì phải. Di chuyển rất thông minh, tình của ấy vượt qua được tất cả tầm quét radar của hậu vệ bên phía của Quý Lộc. Và sau đó thì đệm bóng cận thành tung lưới của Quỳnh Onana lần đầu tiên trong trận đấu này để mang về thế quân bình 1-1 trong trận chung kết. Cầu thủ ghi bàn đó là Trịnh Hoàng Long. Rất nhanh thôi. Ở đây là điều mà em chờ đợi. Một trận chung kết thì nó phải căng thẳng một chút. Chứ nó không nên diễn ra theo cái bối cảnh ở trận đấy, bán kết trước đó. Trường nấm! Ngay sau khi vừa kiến tạo thì Trường nấm đã lập công. Bàn thắng thứ 21 của Trường nấm tại giải bóng đá Hội Đồng Hương huyện Yên Định lần thứ tư tại Hà Nội năm nay. Vua phá lưới rồi, Trường nấm vẫn không hề ngừng phụt ra. Tức là anh liên tục ghi bàn. Quá đẹp đi, một quả lắc phải loại bỏ được hậu vệ. Cuối cùng đó là anh Đình Vọng, sau đó dứt điểm tung lưới của Quỳnh Onana. Lưới đa dùng từ vị trí của anh Quỳnh lần thứ hai trong trận đấu này. Thế trận đối xử và bó kết thúc với một nỗi niềm đáng tiếc rất lớn. Trịnh Văn Bình. Lực sĩ ra chân. Và sẽ có quả đá góc ngay sau đây dành cho Quý Lộc. Trịnh Văn Bình. Vậy là không có gì cả, chúng ta xử lý sau cuối của Trịnh Văn Bình.
Đình Vương. Đường chuyển ngang sân đã bị Trịnh Hoàng Long bắt bài. Bây giờ là Đình Vọng. Người anh em trong gia đình với cả Đình Vương. Đình Vọng cơ hội không vào. Và ra trận nguy hiểm ở tuyến 2. Và đây là một dấu hiệu tích cực mà các cầu thủ bên phía thị trấn Quý Lộc đã thấy. Dạ, anh bảo vệ một bạn cameraman, bạn đang ngồi chụp ảnh mà máy quay bạn hơi đắt tiền. Bóng ra vị trí đây hơi nguy hiểm, Trương Đấm. Cơ hội không vào. Lại là Trường Nấm và lại là Trịnh Hoàng Long. Hai cầu thủ đang tỏ ra được rất nhiều cái sự nguy. Nếu mà vượt qua được thì là xứng đáng thực sự. Và chúng ta không thể bàn cãi. Minh Tuấn mắt lác. Cố không vào. Cú sút bằng chân phải của Đình Vọng. Anh đã dâng lên chơi vị trí tấn công. Chú rể tương lai. Để chuyển tầm thấp. Lại là Đình Vọng. Liên tục bắn phá. Cẩn thận nguy hiểm Minh Tuấn. Đình Vọng. Bóng về đáy. Được chuyền vào, không dành cho ai cơ hội phản công Trường Nấm. Hoàng Long, cơ hội đây rồi, Lưu Văn Tùng được chuyền vào, không vào, vẫn vào. Sự bùng nổ tuyệt vời dành cho anh em Yên Trường. Không thể cản phá được rồi. Một quyết định chơi thủ phản có thể nói là hoàn hảo và mẫu mực trên từng chân tơ kẽ tóc tới từ Yên Trường. Những điểm chạm hoàn toàn hợp lý với nhau từ những cầu trẻ. Đoạt bóng giữa sân là Trịnh Hoàng Long, sau đó cánh phải Lưu Văn Tùng. Lưu Văn Tùng hoàn toàn đã thể hiện được vai trò của mình kể từ được hay vào sân từ băng ghế dự bị. Nhịp 1, Hoàng Long không thắng được Quỳnh Onana, nhưng nhịp 2, mọi chuyện đã không thể cứu rỗi nữa dành cho Quý Lộc. Và bây giờ tỷ số là 3-1 rồi, thưa quý vị và các bạn. Nhưng những cầu thủ phòng ngự của Quý Lộc vẫn có thể thu hồi trái bóng thành công. Văn Bình thả đáy, đưa vào. Rất tuần tự nhưng không thành công. Chị Hoàng Long đã đứng vị trí chính xác. Bây giờ Quỳnh Onana. Onana! Không vào! Vâng, cú sút lại đến từ tuyến sau của Quý Lộc. Chứ không phải là những mũi giáp công ở bên trên. Quỳnh Onana đạt bóng và anh đã tung một cú theo cái kiểu là bút chì phút sát. Bóng vẫn còn dành cho Quý Lộc. Ở quả đặt bóng này, một quả đá biên. Chờ đợi đường chuyền vào trong, thậm chí bây giờ anh Quỳnh Onana cũng đã dâng lên rồi. Đình Vọng là cầu thủ đứng cuối bên phía của Quý Lộc. Cẩn thận nguy hiểm, gôn trống rồi! Vào! Chơi rào và đứt tay, lần này thì đứt tay thật sự rồi. Siêu phẩm của thủ thành, xin lỗi các bạn, thủ quân Trịnh Văn Tuấn. Bên phía của Yên Trường, bàn thắng quá đẹp. Đây là lời khẳng định rồi, là dấu chấm hết thực sự rồi dành cho Quý Lộc. Khoảng cách 2 bàn thì còn đỡ được, chứ bây giờ 3 bàn 1-4 thì đỡ làm sao. Đến bây giờ thì khẳng định với phần trăm rất cao là Yên Trường sẽ lên ngôi tại mùa bóng thứ tư của giải bóng đá ở Đồng Hương, huyện Yên Định tại Hà Nội. Bàn thắng rất đẹp của Trịnh Văn Tuấn. Đức Toàn bên phía của Yên Trường khả năng cao sẽ vào sân ngay trở lại. Tuấn Anh, Văn Cường, Hoài Linh. Hoài Linh vào! Cuộc chơi chưa dừng lại. Nó chưa dừng lại dành cho Quý Lộc, họ vẫn chưa buông súng. Họ vẫn cố bắn và họ đã kiếm về một bàn rồi. Pha ra chân của danh hài Hoài Linh, bóng đã đập chân một cầu thủ đứng trước khung cấm của Hồ Xuân Minh. 2-4. Hoài Linh. Lê Hoài Linh, Trịnh Văn Bình cố gắng đi bóng trước Trịnh Văn Đông. Hai cầu thủ cùng họ cùng tiến đến. Bây giờ Trường Đấm, Hữu Trường. Trường Đấm có bàn thắng thứ 22 không? Bây giờ không còn phải là dấu chấm phẩy trong dấu chấm phẩy của Văn Trường, Hữu Trường, Trường Đấm nữa rồi. Mà đây là dấu chấm than trong dấu chấm hết của các cầu thủ Yên Trường dành cho Quý Lộc. Chấm cuối câu rồi. Một dấu chấm hết trong trận chung kết rồi. Không thể chống đỡ nữa rồi. Yên Trường thi đấu quả thực là lớp lang mạng miếng và biết người biết, bịt kín mọi lối đi luôn. Rồi, cứ mỗi khi nhận bóng thôi, cứ một cầu thủ và sẽ có cầu thủ thứ hai ập vào. Tuấn Anh đưa bóng vào. Quá khó. Và đúng lúc này, tiếng còi của trọng tài Cao Trường đã vang lên trên sân bóng Thành Công. Xin chúc mừng chân dung của nhà vô địch giải bóng đá Đồng Hương, huyện Yên Định tại Hà Nội lần thứ tư.
lần thứ tư và nó gọi tên Yên Trương. Và quý vị khán giả, chúng ta đương nhiên cũng phải chia buồn với thị trấn Quý Lộc. Một trận đấu khó khăn, khó khăn dành cho Quý Lộc rồi, không thể làm gì hơn. Lời chào của Quý Lộc cũng như Yên Trường, chân dung của nhà vô địch và nhà á quân của mùa bóng thứ tư năm nay, giọng đá tranh cúp Highways. Và quý vị khán giả, nếu muốn quan tâm hơn, chúng ta phải nán lại để xem tiếp màn bế mạc của giải bóng đá mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và xin nói lời chào tạm biệt.